Hello hello, xin chào 500 anh em nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Riden ha. Rồi, tiếp tục nội dung chuyên mục tổng hợp tin tức sau 3 ngày hôm nay. Mình cập nhật giá bán cũng như trả góp và quà tặng cho dòng CBR150R phiên bản 2021 này ha, cho tháng 1 năm 2022, cận Tết nguyên đáng luôn nha. Đó, còn tầm hơn 1 tháng thôi là Tết rồi mọi người ơi. Ơi, video nào mình cũng nói hết, thành ra mình thấy nó không khí Tết nó bắt đầu nó tràn trề về rồi mọi người, thiệt chứ. Nhớ nha, còn tầm hơn 1 tháng thôi là mình nhớ là Tết nhất tới nơi rồi đó. Thì 500 anh em cũng như tất cả mọi người xem xong video clip nhớ đăng ký kênh cho mình, cũng như like video clip để ủng hộ và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy nha. Hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng xe máy An Thành Phát. Theo như thường lệ mình sẽ quay sơ mặt tiền cửa hàng xíu nha, để tất cả mọi người mình đi mua xe mình dễ nhận biết luôn. Thì đây là mặt tiền cửa hàng xe máy An Thành Phát. Cửa hàng tọa lạc ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ, hướng đi vô cổng phụ khu công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Thái Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Bạn nào có nhu cầu mua xe cứ liên hệ theo số điện thoại 0961 469 919 các anh cô nha, và số điện thoại mình cập nhật phía dưới video đó mọi người. Ok hen. Rồi bây giờ mình cập nhật giá bán nha. Dòng CBR150R phiên bản 2021 này đang được cửa hàng xe máy An Thành Phát bán với mức giá là khoảng 74 triệu đồng nha mọi người. Và giá mình báo đã bao gồm thuế VAT 10%. Ok ha. Đó, như vậy là nó giảm khoảng 5 triệu đồng so với tháng trước. Mình nhớ tháng trước nó được bán với mức giá là khoảng 79 triệu đồng, nhưng bây giờ nó được bán khoảng 74 triệu đồng thôi. Như vậy là giảm 5 triệu đồng luôn nha mọi người. Quá tuyệt vời luôn. À, về vấn đề trả góp á, dòng này các bạn chỉ cần trả trước khoảng 10 triệu đồng thôi nha. Bạn nào mình làm hồ sơ trả góp, các bạn chỉ cần trả trước khoảng 10 triệu đồng thôi là mọi người có thể làm hồ sơ trả góp và lấy xe về nha. Và mức trả trước 10 triệu là mức tối thiểu cửa hàng cũng như ngân hàng hỗ trợ dành cho các bạn thôi nha. Bạn nào mình có điều kiện mình cứ trả trước càng nhiều càng tốt nha mọi người. Và trả trước tầm 30% giá trị chiếc xe thôi là những ngay cả về góp được rồi. Còn thế bao nhiêu từ từ mình góp tiếp nha. Đó, rất là hợp lý luôn. Về thủ tục làm hồ sơ trả góp á thì cũng rất là đơn giản luôn. Khi đi mua xe, các bạn đem theo cho mình là căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân làm hồ sơ trả góp là được rồi nha. Và đủ 18 tuổi nha mọi người. Nhớ nha, khi đi mua xe cầm giùm mình theo là căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân và đủ 18 tuổi là mình làm hồ sơ trả góp được rồi nha. Không cần bằng lái, không cần hộ khẩu gì hết luôn nha. Và cửa hàng hỗ trợ trả góp toàn quốc cũng như giao xe tận nơi cho bạn nào mình khó khăn về vấn đề đi lại luôn nha. Đó, cửa hàng ưu tiên rất là nhiều cái ưu tiên dành cho các bạn luôn. Và một ưu đãi đặc biệt đó nè, đó chính là bạn nào mà xem kênh YouTube của mình cũng như kênh TikTok Riden đó, mà ở ngoài khu vực tỉnh Bình Dương tới mua xe sẽ được anh Côn cũng như cửa hàng hỗ trợ thêm 500 ngàn tiền xăng xe đi lại nha. Nhớ nha, khi xem kênh YouTube Riden hoặc là kênh TikTok Riden ở ngoài khu vực tỉnh Bình Dương tới mua xe sẽ được anh Côn hỗ trợ thêm 500 ngàn tiền xăng xe đi lại nha. Ngoài 500 ngàn này ra, các bạn còn nhận được các phần quà tặng khác như là nón, nhớt, áo mưa, tùy vào từng thời điểm ha. Mùa mưa thì mình lấy áo mưa, mà mùa nắng thì mình tặng nón, nhớt, đồ các kiểu nha. Nói chung là quà tặng là không bao giờ thiếu dành cho tất cả mọi người cũng như anh em tới cửa hàng mua xe luôn. Đó, và một chia sẻ nữa mình muốn gửi đến anh em nè, đó chính là về vấn đề mua xe ở dịp cận Tết. Mình nghĩ bạn nào mà có ý định mua xe mà để mà đi Tết á, thì mình nghĩ là nên mua vào thời điểm này hoặc là thêm tầm 2-3 tuần tới nữa thôi, chứ đừng để cận Tết nguyên đáng quá nha. Cận Tết nguyên đáng quá thì giá xe nó lên sẽ rất là cao đó mọi người. Thấy năm nào cũng vậy, cứ cận Tết nguyên đáng là giá xe nó lên rất là cao luôn. Mình nghĩ là nên mua ở thời điểm này là thích hợp nhất nè. Đó, chứ còn mà tầm còn khoảng 2-3 tuần nữa mà Tết là mùa mua là giá nó rất là mắc luôn nha. Đó là vấn đề thứ nhất. Và vấn đề thứ hai nữa đó chính là về giấy tờ xe cũng như biển số. Nhiều khi mình mua cận Tết nó cận quá đi, đúng chuẩn là 2 tuần nữa là có biển số thì đúng 2 tuần là cũng là Tết luôn. Nó mà trục trặc một cái gì một cái thôi là coi như các bạn không có biển số, không có cà vẹt, đi Tết là coi như là công cốc luôn. Tính mua chiếc xe đi Tết mà cuối cùng giờ không có biển số sao chấm đi, đúng không? Đó, nên các bạn đừng có tính sát nút quá nha. Mình nghĩ là nên mua trước Tết nó một thời gian đi, nhất là ở thời điểm hiện tại nè, nó ổn áp hơn, giấy tờ làm cũng dễ, biển số cũng có luôn đó, mà giá là rẻ nữa thì không có vấn đề gì là không nên mua đâu nha. Và dòng CBR này, hai màu này ra còn thêm rất là nhiều phiên bản 2019 khác luôn nha. Tại vì CBR 2019 cũng có nè, mà 2021 mới vừa ra mắt cũng có luôn. Như màu đen này nè, thấy không? Đó.
giá rất là cạnh tranh cho mọi người luôn nha. Rồi, như vậy là mình vừa cập nhật giá bán cũng như trả góp và quà tặng cho dòng CBR150R ở tháng 1 năm 2022 này, cận Tết Nguyên Đán luôn. Thì bạn nào có nhu cầu mua xe cứ liên hệ theo số điện thoại 0961469919 của anh Công nha. Và 500 anh em cũng như tất cả mọi người xem xong video clip nhớ đăng ký kênh cho mình cũng như like video clip để ủng hộ và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy ha. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video clip sau.